Ngày 1 tháng 7, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã họp và phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, thành phố sẽ tổ chức phương án thi hai đợt theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đợt 1 vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 năm 2021 cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. Đợt 2, hiện nay thời gian cụ thể chưa được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố, dành cho những thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 không thể dự thi vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 năm 2021 và có đăng ký thi đợt 2. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường an toàn phòng chống COVID-19 như tổ chức xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh các điểm thi vào ngày 2 và ngày 3 tháng 7 tại các trường gần điểm thi. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Thủ Đức và các quận huyện triển khai phương án tổ chức thi an toàn phòng chống COVID-19 tại các điểm thi, cử lực lượng tham gia hỗ trợ thi an toàn từ ngày 6 tháng 7. Đặc biệt lưu ý đến phương án hỗ trợ các điểm thi không để ùn ứ, tụ tập đông người ngay tại cổng điểm thi, nhất là đầu giờ và cuối giờ thi. Các điểm thi xây dựng phương án phòng chống COVID-19, đảm bảo thực hiện đầy đủ yêu cầu 5K. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, toàn thành phố Hồ Chí Minh có 89.275 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số điểm thi là 155 điểm với 4.134 phòng thi. Tổng số lãnh đạo, cán bộ coi thi và nhân viên tham gia kỳ thi là 17.052 người.